Bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết hay lắng lặng tỉnh thức. Lời Phật ngàn năm qua, bao nhiêu người không xúc tóc nhưng mà vẫn đi cùng đi là đi cùng đi 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 nên rời đoàn đi thì nó thứ nhất là thầy Minh Tuệ là sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì nếu như mà con nói xấu thì tài con chỉ nói cái đúng thôi, không nói xấu, nhưng mà với cái cách làm như vậy thì nó không ổn lắm đâu. Thì thôi mình hoan hỉ chứ đừng để xảy ra những cái tranh cãi thêm nữa nhé. Thì bây giờ sư đi như thế nào hay là như thế nào đó thì đấy là việc của sư thôi, mình đến được thì mình sẽ về được hoan hỉ và có duyên sư sẽ bắt được xe nhé. Thế bây giờ nếu mà cứ đứng ở đây để nói là thực ra là các sư sẽ làm ảnh hưởng đến thầy Minh Tuệ là trực tiếp, mà sư không nói đến thầy Minh Tuệ thì vẫn là ảnh hưởng, bởi vì dù sao thì sư cũng đã đi cùng với thầy 2 ngày rồi, 5 ngày rồi, 5 ngày rồi nhé. Thì thôi thì mình kết thúc ở đây đi, anh em cũng không quay sư này nữa. Chắc em nói anh sau là cái này em có nói là cái sự kiến là không thích huynh, thì lý do gì nãy học y là này. Có xong nó về bắt ship y là con mới về tập ship y, ship giải y vô, con mới ship vô là cái sư kia, cái sư cũ của bà nói là này chưa đi đâu, sư mới kiến sư khác á, kêu qua sư tài chưa đi cho nên ship gọn thôi, mai tài mới đi là sư mới kiến á, mà họ mới đứng đó là tài mới việc không biết không tôi giúp cho một chí rồi, mới nói là câu sư tu mà sao tâm sinh xong nói nhiêu đó thôi rồi. Thực ra là nói thẳng là hai sư nào vừa đây sư mất tiếng nói gì luôn, muốn giải phân thiết không giúp cho mẹ đúng là con nói là đâu giúp mà đâu, trong đó có rất nhiều sư mất kiến thầy, sư mất kiến là lúc nãy là ra đây tranh cãi ở đây rồi, anh em lúc đấy cũng có ở đây nha, nhưng mà sư mất kiến thì thầy đã rõ ra cho nên nó con y con có tự may này đồ con bỏ hết à. Thì ba cũng phải bởi vì giờ có nói đúng là giờ nói tìm có bớt gì đâu. Bây giờ là giờ như thế tiếp cái là gì giờ tay cũng nhận tử rồi mà mình phải chịu đó. Thầy đang có nhận đệ tử rõ cho rõ ràng. Đúng rồi, có nghĩa là thầy chỉ là đi bộ hành học mà tập học một mình. Bây giờ các huynh á, các huynh đi vào á là thầy á là đến là tự đến.
mà đi cũng là tự đi. Con tự đến, con xin vô là con tự đi. Ngày đầu con đi á. Chứ thầy mình thầy không có nhận đệ tử, mình đừng có nói là đệ tử. Dạ. Thầy đâu có nhận ai đệ tử đâu, trong tất cả mọi người. Không có ai là đệ tử hay là thầy cả, tất cả đều là tập hợp với nhau. Dạ, tập hợp nhau. Tập hợp với nhau đúng không? Mình nói như vậy là bắt nghe như vậy là ảnh hưởng tới thầy cũng vậy. Là con nói không, con nói xấu về thầy, con nói con nói xấu về thầy. Thầy có điều gì xấu nhưng mà nói là. Dạ, thầy là tốt rồi, mới con chọc thầy từ con tiếp mới la gặp thầy chứ. Nhưng mà cái gì không biết mình phải học. Nhưng mà trong cái vấn đề ở đây là mình muốn về khỏi đoàn là thứ nhất là do mình không có hòa đồng được với các sư. Dạ, hay là do mình đi không nổi, mình học không nổi, mình đi không nổi. Đi cũng nổi nhưng mà là chưa biết cách làm rồi. Dạ, biết y là này là không biết cách làm. Y cũng mới may qua. Con chưa biết quán y gì. Dạ, giờ mới nói tao con chưa biết quán y coi sao. Sư có sư mấy sư nói không được đi sao. Nếu mà muốn ăn á, muốn vô nghỉ địa ngủ á. Thì nếu mà sư ngủ nghỉ địa hay là tụi con ăn nghỉ địa khác con ngủ. Ở sư nói vậy đó thì vợ trong ăn chung mà ở trong đi chung nói là sư không biết làm y đúng không? Dạ, thì sư mất kính là quán y thì sư mất kính lại là nói là nếu là không biết làm hay chưa biết làm cái ly thì sư đã cho tiền bắt xe người ta tiếp đúng không? Tức là nó mới cho tiền mà nó là thầy mới dùng thanh tiết thôi, giúp cho một quý dùng thanh tiết đó rồi mấy sư mới nói vậy đó. Nhưng mà nếu là trường hợp như vậy thì theo như tôi nghĩ á thì tại sao mình không có bỏ qua cái tính sân si đó để mình cùng nhau. Tôi là mấy chưa kia chứ còn con thì mới tập học có 5 ngày thôi. Thì thôi thì kệ mình cứ bỏ qua, tại sao mình không bỏ qua mà bây giờ mình mấy sư cho con đi chung đâu mà bỏ qua. Nãy con chuyện con vô hay con lầu chờ mấy sư rồi xin con đi, sư bất kiến cũng có ớt tay ra mà bắt chung lại mà khi con lầu anh đứng mà hột ơi lầu anh đi trước mà không cho con đi chung. Không cho đi chung. Không cho ngủ chung mà cũng không cho ăn chung. Hồi nãy thì có ngồi chung ngủ chung gì không? Hồi nãy là trong đó thì vẫn còn may đồ chung, nãy may chưa nghỉ chung. Tự nhiên vậy đó mà chứ không có làm gì đâu. Chưa biết sách là gì cho nên là cái này mắc kính. Dạ. Không biết sách thì là cho mình vé thì là biết. Đó, thì giờ là biết bao nhiêu sư đi theo cũng vậy thôi chứ giờ. Thôi là thầy biết là cái hấp danh của sư Giao Kính không? Mấy sư mất kiến con hỏi tên tại vì vô con có hỏi đâu thằng chung tính mà lầm lầm hết. Dạ con lầm lầm nói điên á, anh nói điên á. Không phải là anh nói anh nói là trong một trong hai người nói điên. Thầy sư ảnh gọi là đi theo đó. Dạ hộ pháp á. Đừng có đi theo thì thầy cũng không có hộ pháp gì cả. Thầy cũng mang cái danh lên tự nguyện. Còn con thì giờ hết chuyện thì một là bộ hai có gian giờ chứ con có 5 ngày thì con cũng chưa biết Phật pháp mà con muốn học mà ở nhà con không có tu đâu. Con có ăn mặn vô con ăn năm chay 5 ngày ở kiếm cái phước cho như mẹ con đâu chứ. Hết chuyện rồi đâu con bây giờ nuôi mẹ con. Rồi thôi thì ở nhà mẹ già con còn thì lắm cũng lọ mình đâu cùng gia đình luôn nha mẹ. Bây giờ tôi sư sẽ sư huynh sẽ quay đầu về con tiếp đúng không? Và sư có lời nào nói chúc con cũng chúc các thầy nãy ở trong nghĩa địa con nói là con chúc cho các thầy mau tu tu các đạo. Con hết chuyện thì tao cũng diện nuôi mẹ con hiểu không? Nếu mà giữ giới được thì con giữ, mà giữ giới được thì con bẩm báo Phật con trả giới. Đức Phật con cấm mình mấy chuyện đó đâu. Tại vì trong thầy tu con cấm mình là phạm giới, phạm giới. Mình nuôi thầy mình giữ giới thì tốt, còn mình giờ nhà thì mình nuôi mẹ mình thì buộc phải phạm giới rồi. Con nãy giờ con nói xấu gì sư đâu mà sư vừa nói thành phần này phần nọ. Con mà không có tâm cho từng thân tiết bắt xe nó đây. Cảm ơn mọi người. Ta đến là trở về,
hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.